Hello các bạn nha, mình là lại là Phúc đầu bự này các bạn. Cũng mệt dưới. Người đi gà ghế mày nói mệt dữ mày. Thì hôm nay á, mình quay clip bu tấu, anh em cũng biết clip gì mày biết clip gì không? Tâm sự đêm khuya. Cùng mày. Mày muốn gì chưa? Muốn gì? Muốn gì anh á? Tào lao nữa. Mày tâm sự nói miệng không hả? Cho tao nói mày tâm sự nào? Sẽ làm gì? Thì hôm nay làm gì? Thì hôm nay á các bạn, mình quay bu tấu rồi anh em cũng biết quay clip ma rồi. Đầu tiên là quá. Là mày giúp tao được không biết? Mẹ mày cứ giúp mày giúp mẹ cái chuyện tâm là cứ đem ra đùa giỡn. Thì hôm bữa các bạn, mình có bình luận trên kênh của mình là mình đòi ban quốc ra hoàng nghĩa địa. Thì rất có nhiều anh em, nói chung là có âm sầm anh em nó hương ứng, nó muốn tao là làm vậy. Nên hôm nay mình sẽ thực hiện theo những cái mày bảo điều, mày xuống đây điều... sao vậy? Thì mày giúp tao chứ, bây giờ không có mày là một mình tao sao tao khiêng ổng. Trói ổng nhà ổng vậy, trói đi mày. Tổng lao nữa không? Thì hôm nay á các bạn, mình sẽ gọi anh Quốc. Mà tao tính nè, rồi mình anh Quốc thôi cũng không được. Sao nào? Nói chung là mình mất nhờ sao nào đi mua đồ các bạn. Bây giờ rồi mình anh Quốc không được. Phải rồi cậu bay nữa. Bây giờ ta sẽ gọi cậu bay với anh Quốc xuống nhậu. Nói chung là mày cứ hiếu vậy. Mày với sao nào chú giúp tao là ra ngoài kia đâu. Tại nha các bạn, mình mới mua bia gì nha các bạn. Đâu, bia đâu, bia đâu. Bia bia nhân. Mình mới nhờ sao nào mua bia các bạn. Mẹ cái bia nhân. Bây giờ các bạn, nói chung là bây giờ mình không dài dòng nữa. Anh em muốn biết clip thế nào là theo chân anh em mình, bây giờ nói nhiều quá nó cũng mệt lắm. Man. Nhưng mà hay là mấy anh em mình đỡ 12 giờ đêm quay hả? Mày làm gì vậy tao cày vậy chứ? À? Sống gì giờ mà cứ ăn thì cày luôn mày biết. Má mày chịu không bỏ được cái tật làm. Đốt không à? Anh cũng không. Anh em mình đốt xem nha. Ông chú bị vô kìa. Gạch màu anh ơi. Đâu anh em mày không xây công gì vậy? Động em đi. Hai đi. Hai đi. Vô. Hai ba. Vô. Hai ba. Cứ gì tao chưa trắng. Trời trời. Bởi điểm một mấy giờ mấy giờ lâu lấy chạy. Lâu lấy gì? Mày mẹ anh màu đồ mày không kêu nhậu gì thì có gì vậy mày? Quả chứ em có kêu hoàng không kêu sao kìa đây. Kêu gì? Mua mẹ rồi kêu nữa. Đó em nói một tiếng. Cái luôn như vậy tao. Đuổi đi. Nói gì? Cậu chứ con không ai sao cậu biết cậu chứ? Đại lão, thì chờ cậu lâu quá, thì con biết nữa cũng biết. Chứ nhậu kiểu gì, cái gì nói thế là con nói nè. Nhậu kiểu lẹ mà. Anh Sang đang đi mua màu, chứ mua thùng bia. Anh Sang đang đi mua đâu, cái này còn tủ lạnh nè. Hai cái lon dư còn tủ lạnh, anh em muốn đỡ. Mày uống. Cái nào nữa tao uống. Đâu có mẹ. Quần mấy quần chừng là mua cá. Chịu mua. Như che chú vậy. Anh chờ 15 2 phút đường Sang nó mua. Một con gà. Anh muốn uống mẫu nha, em chớ vô đeo anh. Ở đây, ai lắm anh có bị lớn rồi giải đầu như mẹ chạy tụi bay coi như ta như cũng chút cú luôn nào luôn mấy đây đây nhà bay nhảy bay bỏ nhèo em muốn lúc nào muốn chơi tụi mày chi phép rồi mày tự đi mua yêu được mày muốn sao thì mày được bay được bay vậy. Khi nào tụi tao tới là tụi bay phải đầy đủ bia của mày kia mới được vô ngầu nhậu. Mẹ mày chưa đầy đủ sao đủ nhậu thì tao đủ xuống là ông nội. Còn nhiêu đây anh đủ. Đang mua một con chim với một con gà nữa ông nội. Gà chim chừng nào gì tính xem. Thằng Trang nó mua á. Bữa sau đầy đủ mày gọi nha. Mấy ngày sau lúc nào nào mày cho đèn trước hết vậy. Ôi. Giờ đồ bé giờ ai uống một hào nhanh nhất nè. Đèn cắp này. Thứ một chị. Uống cái đèn cắp là thứ một chị. Có tiền không? Có tiền không? Mẹ uống hèn. Nó đang làm cá luôn. Bà tiền này thấy mượn ai rồi à? Tiền có quả cốc xì kìa hả? Đúng. Màu quá. Đúng. Nếu mà ai này giờ hai nó coi như là chắc cũng sẽ kẻ này. Giờ mình đèn cắp này nút một hào một lần nhá không? Mày bắt quá nhiều người nói chuyện. Bình thường à? Bỏ một chị tao bình thường mà. Ok. Bỏ đi là thấy nhiều người nói chuyện. Mày cho tao một chị chứ. Mày cho tao một chị. Không nói tôi ghét quá. Đó. Ai muốn tôi làm chưa? Đây. Đưa đây. Hai chị ơi. Hai chị mẹ nè. Con đậu không lỡ lại đây giờ. Ê. Mày mẹ nha. Tao mày uống nước rồi nha. Anh không muốn anh thua. Tôi khuya thấy rồi. Đưa tiền. Ai thích rồi làm chứ. Ôi. Uống cái bài đổ nha. Ôi. Cái đồ của anh đánh đuổi rồi. Anh muốn cái chén đổ thì giải anh bớt. Không, anh bớt thua cậu mày đấy cơ. Anh uống cái mà anh đổ trong áo đó mà. Muốn chay dày dày mày. Ông nghĩ thế nào? Thôi chút con mà bị chứ anh em chồng. Đồ mấy anh thua anh tắt. Đưa anh lấy tiền đâu. À, thua sao thua. Anh uống hết rồi. Hết cho mày thua. Đồ áo. Tủ ra luôn mà thua. Được rồi mày không? Đưa tiền cho mày. Đâu nè. Ừ. Đưa tiền cho mày. Nhưng mà đưa tiền cho mày. Sao có điểm biến túi vậy? Đưa tiền cho mày. Đúng không? Cậu mày nói kẻ thứ mày. Nếu giờ kẻ thứ mày. Đúng không cậu mày? Của tao chứ của mày. À thì chắc còn được. Cậu uống hết chưa? Tao chưa hết nhưng mà chưa mày. Hết. Nãy còn nửa lần. Ông thua. Nhưng mà mày ăn chay. Mày ăn chay đâu? Cậu mày. Giờ cậu tắm ra bọn chết cậu uống nước hết rồi. Mày tao. Mày đánh nhau. Anh chay luôn áo. Mày uống bia. Mày tắm bia. Rồi. Cậu chết cũng là uống lại.
lại thì con chịu, con chấp nhận mất cho anh nào à. Đâu? Ôi! Rồi dắt tôi rồi. Rồi dắt cho tôi uống. Mẹ nước mà uống dắt bè. Nhưng mà nó bấm vô đầu. Nó bấm vô đầu xem mà ra được cái gì mà. Cậu, cậu chào cái gì thế cậu? Vậy đâu cho anh 50. Thôi nó giỡn á. Kia đây cho anh 50. Kia vậy cậu. Ông lấy đi. Nhưng mà giờ góp tiền bia này. Nhưng mà uống nhiều đó ai cứu anh. Góp tiền bia này. Góp tiền bia này. Vậy góp tiền bia này thật. Bởi chứ. Thì thay vì đó anh lập tiền rút về cho tiền bia anh. Bây giờ nha. Nhà 12 chị. Riêng anh có 1 chị, anh góp 1 chị. Rồi góp 1 chị là mọi người. Còn cậu bé đâu? Cậu bé góp 1 chị rồi. Trong này có 20 hả? Nhậu đi. Nhậu đi kia nữa nha. Ông biết đi mẹ mà tiền đâu. Thấy chưa? Cái đồ mày rủ đi nhậu mà. Sao cậu lại không ăn tiền cậu? Hai con một gà một gì chứ một. Mày nghĩ nhậu nhà mày chứ nhậu nhà tao nè, tao đem tiền. Ông ơi, tao có tiền đâu. Ông biết mà mày biết là nhà xe nhà con ông à nè cái ông còn biết đi ăn chục xong mua nhậu luôn hả? Giờ mày uống cậu mày ơi như là mày uống ba mày vậy má mày vậy. Các cậu mày giờ này thấy cao hơn nha. Ăn cứ kiếm đồ luôn. Mày uống cậu mày uống má mày nhậu luôn hả? Mày điên xe nữa nó đi nó có bị tai nạn không? Sao giờ là vui giờ? Nãy giờ đi lâu chưa? Uống quá đi. Uống gì đâu? Cũng kia đâu, cũng gì đâu. Nó chưa mua xem kìa. Ờ, anh có tiền căn là con bỏ nó mua tiền căn. Ờ, là có tiền này, có tiền này. Có tiền này, có tiền này. Căn đi. Căn có tiền được mà. Mà chứ đâu anh, tiền ai giờ ai mua? Ông lấy chứng ngày này ông ý là tiền không có. Mà để một con gà một dịch là mất phải 4 mấy lần. Bao cậu ơi, bao cậu giờ nói tao bao cậu nữa. Mày nhậu kim mà bao sao được. Bảo cho anh, mấy anh không bỏ tiền, anh cũng góp tiền vô chứ. Nhậu góp điếm nè. Cái mẹ mày vậy. Sao mày góp tiền lại phút bao tao? Anh góp vậy đó chứ, làm gì đó, nén ngẩn cấp vậy. Thì thôi chứ, mày biết tao thi lại nè. Đợi cái, ông góp tiền, tao nói lại. Anh cấp anh bao tao nha. Ok, có bao cậu luôn, uống rồi. Ông mua bia. Ê, đang hút bao tao nha. Đâu rồi. Nói tiếng nữa tao hút mày luôn. Ông mua bia tụi đường cho mẹ. Anh em giờ làm có bia uống rượu đỡ nha. Rồi. Làm lên, chết rượu em. Chào cái hay nó chờ màu giờ bờ tiếp. Hết rượu mẹ. Nào là phải dậy. Làm gì làm phải nhớ chiều chiều. Uống mấy của cái đồ cũng. Có bây giờ mày dậy mày nhảy mày nuốt luôn mẹ đây. Dậy luôn mày mà. Cái nó uống tao biết luôn á. Anh dậy luôn mẹ. Đồ mày còn uống dữ vậy. Cái mày mẹ mày tới bây giờ mày uống nha mày. Khéo quá giờ động cái này. Quả nếu mày uống mộng á thì làm gì chơi nào mày. Chơi gì chơi đâu cũng biết không. Đấy là của mẹ. Của tao mà. Rào thấp mẹ. Nói chung không có bi vụ. Của mẹ giờ tôi uống mộng kì hả. Mày vậy tao tắt mày nhiều cháu. À được rồi. Tử đi rồi thì kiếm gì. Tử là đi kiếm gì rồi em có điên vậy. Tao dai gì. Tao dai gì. Cậu 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 mày đi xem nó cậu nhà mày. Cậu mà cậu á, cậu nó cậu mà. Cậu cậu tao quần điểm lên. Cậu gì tao quần điểm lên. Cậu đi xuống dưới. Ê đừng đừng đừng. Cái tí tao cắt luôn mày luôn khỏi gì luôn à. Chứ thì thôi tự nhiên em là nhớ xin lỗi tao đi. Xin lỗi cậu. Thầy thứ á. Dạ được. Giấc mộng ban đầu. Ngủ chưa cậu ấy? Cậu ấy? Cậu ấy ơi! Cậu ấy! Cậu ấy ngủ rồi! Không ngủ rồi! Anh không quên! Lại đi! Lâm tiền! Lâm tiền lại! Cái nhà của tao đâu chứ hỏi gì vậy? Giờ sao ngủ mà nó có đèo xuống đi trường rồi? Cái thằng bém đấy! Đúng rồi! Anh bém! Anh bém! Để đi dạo không còn tiền! Không còn đòi lái tiền phải lại! Anh nghĩ sao không hiểu rồi? Anh ngủ mà sao lúc có đèo xuống đến giường vậy? Thôi bây giờ nói chung là anh em mình sẽ bưng cậu bay dưới anh quất ra cái gì thực hiện cái động mẹ cái đó nhất luôn mẹ các bạn. Anh em cùng đón xem nha. Bây giờ mình quay phim lâu thì mình bưng không lâu. Bây giờ mình phải phụ anh em bưng. Chở từng người chứ làm cái gì? Mình cần gì chớ? Có còn thằng Sang ở đâu? Thằng Sang chứ thằng Sang chớ một người tao với mày chớ người đầu kêu chút nữa kêu thằng Sang cái gì giờ nó bằng công việc nó gì ở làm? Ra đâu đi? Không cứ chở lên xe tao gần ở đây người đi gần. Anh em cùng đón xem nha. Ok các bạn, nói chung là mình mở khó chừng của anh Phất với cả bấy lại này. Trên tránh cái trường hợp mà ông chạy cho đúng thiết. Mày nghe đi đi, đúng không mày, ông thức dậy sao mà. Đây, mình có chuẩn bị kem trộn. Mới lấy thịt gì vậy? Kem trộn với bột mì với thịt đâu. Tưởng nó thịt xay á. Đây, anh Phất chơi. Đồ mới mày làm cái bì. Kem trộn với bột mì cho có đâu. Nè. Đồ mày con gì mất rồi. Thấy chưa, chú Hoàng Đăng, mình hôm nay mình sẽ kem trộn mà hôm nay mình sẽ make up cho cậu bảy ăn mặc cậu bảy tiếng bạc luôn. Sao mày lấy cái kheo mày tét mẹ vô chuyện quá tiếc hả vừa với mày tướng mày là sao tao sao vậy
khúc nữa nha, coi em cho anh gậy nha. À? À, đồ hay mày kinh cấp luôn. Lo đâu, cái lo thì anh em cứ bao cái lo vô, em bao cái lo vô hàng rào nào được. Nói chung là bây giờ mà anh em mình chỉ đặt cái quay và anh em mình chỉ núp mà chờ đợi anh quất với cả bảy dạy để xem phản ứng của hai người trước khi dạy ở trên địa mà hai mặt nó cũng như thế nào. Mình nó tao nghĩ nó cắn thì ở thấy cười đâu. Nhau ơi, nói chung là anh em cũng lót xem nha, đủ vui lắm. Con đi con ơi.
ba lại à, tao hai thằng này còn dám bẻm nữa không? Không, 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 hai thằng bẻm, hai thằng bẻm. Mày 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 chờ yếu lẹ mày. Đúng rồi. Quá nãy giờ tao chết. Chết rồi đúng rồi. Mày anh quát anh xíu thiệt cái này. Anh có mấy cả mấy hung vô hung giờ anh quát một cái. Mày sao mày mày giống tao. Tao mày đá cả tao tao lại. Ra quần là chết đi. Mở coi. Mấy ông quát tái quần mèo. Mèo ơi. Mình ăn đút đi đó mà. Quý nó mày nhớ nó coi gì nữa mày. Thế nào? Bây giờ em không ăn quát thương cái anh tới nhà ông. Không đó em đi tìm nước mưa. Em không ăn hút cước kìa. Hút cái biển cước kìa. Lấy cái biển nhựa. Cho anh hướng. Cho anh hướng nha. Cho anh hướng đâu. Chạy chiều quát. Bảo vô thương thương tính không? Chạy chiều quát không? Thương thương tính không? Ai đưa chìa khóa mày? Mẹ là không tính luôn. Chạy chiều quát. Chạy chiều quát. Chạy chiều quát. Chạy chiều quát. Thí mẹ rồi. Rất mẹ chìa khóa đúng không? Em mới con mới nhảy đây rất chìa khóa đúng không? Mấy chó này chơi lẹ mày. Rất chìa khóa đúng không? Hey. Bằng Tăng, chạy đi, nó tụi nó trâu mình đó. Trời ơi, chết chim nhận rồi. Bằng Tăng, chạy. Anh không hey. Nhổ lông nách, nhổ lông nách làm vậy. Nhổ lông nách đi, nhổ lông nách. Mẹ mẹ gì tụi nó trâu mình kìa. Mẹ 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 mẹ. Do có anh em trên mạng nhiều con là mình lận là trôi quát đi nhưng mà hầu lỡ con trôi cậu bảy luôn. Mày chơi vậy sao mày trôi mình nói. Ừ. Vậy lỡ anh em mạng nó xuống nhà tao đốt nhà tao mày xuống đốt quay. Trôi nào. Con mày biếm lại, biếm lại không trôi hết. Anh đâu đi chi à? Anh nhóc vậy. Lấy chìa khóa mày, giận đi. Con nói thiệt là chìa khóa nó rất mẹ đâu. Thôi đi chi, đi chi, đi chi. Mình đi chi. Đây. Đi chưa? À về dạ về đây. Nói yeah. Nói tao không có đá quần nha. Không, cậu không đá quần. Cậu bay dướng quần không đúng không? Cậu bay đi. Ấy là bây giờ không kia là con tắt điện à. Đi kìa. Ủa chạy nha. Chạy. Quá gì vậy? Cất này, bị cất này. Nói gì đâu, mẹ tí là mẹ cùng mẹ không kìa. Giỡn gì lẹ mày. Mẹ giỡn kìa. Bỏ đi ơi. Mẹ mày đi kìa. Rất gì khó đâu. Vậy sao giờ? Vậy đứa nào chạy xe đứa nào ấy giờ? Mà trời ác quá mà. Má chờ bữa đốt điểm tao mấy anh em nó đơn mạng rồi nó đòi tao vậy thì nói chung là anh em trong mạng mày thằng chó đâu ơi bữa giờ đừng nói tao rồi nha tao đứa tao mày đó anh nói gì từ đây cái đứa anh em luôn cậu mới được chứ em ở đâu anh em với anh đâu anh phá anh phá nhà anh phá cua đó mà ai tờ với anh đủ má cậu mấy cậu đây chút này hôm nay cậu ấy mày nhìn ra sao ơi